Chào các bạn, ngày hôm nay thì 3M An Đông sẽ giới thiệu cho các bạn một chai, đó là chai 3M Creme Cleaner chuyên để xử lý trong phòng tắm những cái vết ố trên cái thiết bị inox như này, hoặc là những cái cặn canxi ở trên vách kính. Ở đây thì máy quay có thể không nhìn thấy rõ lắm cái cặn canxi đây. Thì bây giờ An Đông sẽ thi công cho các bạn một góc để các bạn thấy. Cái này thì nó không, ưu điểm của nó là không hại da tay và mùi của nó thì cũng không xốc. Với bên mặt inox thì các bạn nên dùng khăn thì nó sẽ tránh tình trạng bị xước. Các bạn đổ ra như này. Đây, các bạn quay cận cảnh chỗ góc này. Mình sẽ đánh cho các bạn một góc. Chai này là của 3M Mỹ. An Đông mới nhập về cái chai này. Nó rẻ thôi, chai này là cỡ gần 1 lít. An Đông bán là 350. Mỗi nhà nên có một cái. Sau đó các bạn dùng mặt còn lại các bạn lau sạch nó đi. Đó, các bạn thấy nha, vết ố, cặn canxi của nước cứng, cặn canxi, cặn của vết xà phòng dính trên inox. Sáng bóng. Còn bây giờ là với vách kính mà bị cặn canxi thì các bạn nên dùng một cái miếng cọ rửa này của 3M soi cận cảnh một tí cho khách hàng nhìn thấy. Đây là vết cặn canxi ở góc này. Tôi sẽ đánh trực tiếp ở góc này cho các bạn. Bạn cũng đổ ra cái miếng, đổ ra miếng mút cọ rửa nha. Tôi sẽ đánh thử mẫu một góc. Hiện tại thì An Đông đang test thử sản phẩm cho khách sạn APA ở Bắc Ninh. Cái tình trạng cặn canxi trên vách kính này thì rất nhiều gia đình gặp phải, cũng rất là đau đầu với phương án tẩy rửa. Thì hiện tại 3M đã có cái chai này rồi. Đấy, đây là vết An Đông vừa thi công. Đấy, các bạn có thể thấy nó rất là sáng. Ngay bên cạnh đây là vẫn là vết canxi, bên dưới vẫn là canxi đây. Đó, còn vết mà An Đông vừa thi công đây. Đó, rõ rệt. Nhanh, chỉ cần mất vài phút thôi. Phòng tắm của các bạn lại sáng như mới mà cực kỳ an toàn.